Ngày 11 tháng 2, đồng chí Phạm Tuấn Đạt, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã đi kiểm tra các dự án trên địa bàn cùng đi có lãnh đạo các phòng ban chuyên môn, xã phường liên quan. Đoàn đã đi kiểm tra tại các dự án khu dân cư tái định cư phía Tây Ngã Ba Cầu Xến, Nhà Văn Hóa, Trường Mầm Non và khu dân cư tại khu Tân Lập 1, phường Phương Đông, dự án cấp đất dân cư khu 9 phường Quang Trung, xây dựng khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đường ven sông kết nối từ đường cao tốc Hạ Long Hải Phòng đến thị xã Đông Triều, đoạn từ đường tỉnh 338 đến thị xã Đông Triều giai đoạn 1. Các dự án trên đều đảm bảo đủ điều kiện cấp đất cho các hộ tái định cư và đấu giá cấp quyền sử dụng đất năm 2023 qua kiểm tra đồng chí chủ tịch ubnd tp phạm tuấn đạt đề nghị các phòng ban chuyên môn đơn vị liên quan xã phường phối hợp đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hạ tầng đầu tư xây dựng các dự án đồng thời tăng cường quản lý nhà nước tại các dự án quy hoạch đặc biệt là khu tái định cư đảm bảo đúng quy định